Em làm cầu thủ được 6 tháng rồi ạ. Ngày đầu mới học em chưa biết đánh bóng. Bây giờ em đã biết rồi ạ. Em chạy nhanh hơn. Em tham gia dự án được 8 tháng rồi ạ. Bóng bầu dục nó khác ở chỗ là nó có học kỹ năng sống, nó có thể giúp cho mình trong cuộc sống của mình rất là nhiều thứ. Sau khi tham gia về dự án thì em cảm thấy bản thân mình cảm thấy tự tin hơn và có thể nói chuyện với mọi người và nói chuyện một cách tự nhiên hơn, ví dụ như trước đám đông này. Các em bảo hôm nào cũng muốn học ạ, nhưng mà là chương trình như là thích học nhiều hơn ạ. Rất thích ạ, vì được giao lưu với bạn bè khắp mọi nơi ạ. Lúc em chưa chơi bóng bổ dục thì em ăn uống chỉ ít ít thôi, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm thôi ạ. Nhưng mà khi chơi bóng bổ dục rồi em ăn được hai bát luôn. Cái mà em tâm đắc nhất khi theo dự án thì em học được đó là hai cái mà cũng có trong giá trị bóng bổ dục luôn, đó là đoàn kết và tôn trọng. Thứ nhất, một cộng đồng mà muốn phát triển thì phải có sự đoàn kết và phải tôn trọng lẫn nhau. Trước khi em chưa tham gia dự án thì em nghĩ là nữ giới thì chỉ có ở nhà và có thể là nội trợ hoặc là làm công việc của gia đình thôi. Nhưng mà sau khi tham gia dự án thì em cảm thấy là mình là nữ giới, mình cũng cảm thấy là mình có thể là làm được một người lãnh đạo ạ, cũng giống như nam giới ạ. Khi tham gia chương trình thì em nghĩ rằng tất cả các bạn nam và nữ đều có thể làm được mọi công việc và họ đều được họ xứng đáng làm mọi công việc như nhau. Thì em có một cái kỷ niệm hôm đấy là ngày 20 tháng 11 thì em đi dạy ạ. Em không nghĩ là mình có thể nhận được những bó hoa của các em, nhưng mà trong khi đó thì mình trước khi chưa tham gia dự án thì mình không nghĩ là mình có thể dạy được những cái em học sinh đấy. Lúc đấy mình cảm thấy là mình đã làm được một điều gì đó rất có ý nghĩa cho bản thân và cũng cho các em và cho xã hội ạ. Họ nhìn nhận mình theo một góc độ khác, tức là đi đâu người ta cũng niềm nở và chào hỏi một cách rất là nhiệt tình. Em cảm thấy tự hào về điều đấy, em cảm thấy vui ạ. Cho đến bây giờ hôm nào gặp các em cũng cảm thấy vui và mình cảm thấy thoải mái vì được mang niềm vui đến cho các em ạ. Em mong muốn là dự án sẽ lan rộng lên rất là nhiều đất nước khác nữa, vì em muốn cộng đồng chúng ta được vui chơi ạ.